Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách pha bột để làm bánh bò rễ tre. Với cách làm thì đơn giản, dễ dàng thành công. Bánh thì nó sẽ thơm, béo, trong, dai và sẽ có nhiều rễ tre. Sau đây thì các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Để làm được món này thì mình đã chuẩn bị là 80g lá dứa tươi. Lá dứa này khi mua về thì mình đã rửa sạch. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra. Mình cắt lá dứa ra để mình đem đi xay nha các bạn. Khi mua thì các bạn chọn lá dứa già, để khi làm lên thì màu nó sẽ đẹp hơn. Nó có màu xanh đậm đẹp hơn lá dứa non đó các bạn. Mình sẽ cho lá dứa vào máy xay. Rồi mình xay cho nó nhuyễn mịn ra nha các bạn. Sau khi xay xong thì mình lượt qua rây để lấy phần nước lá dứa. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trộn bột. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào thao là 500g bột gạo lọc. Tiếp theo là 100g bột năng để bánh nó được trong, dai và ngon hơn. 250g cơm nguội gạo, mình cân là vừa nước vừa cái luôn. Rồi mình sẽ trộn cho nó đều lên. Sau khi trộn xong thì mình sẽ cho vào là 350ml nước lá dứa mà lúc nãy mình đã xay ra. Mình sẽ cho vào từ từ để mình có thể điều chỉnh cho nó phù hợp. Làm bánh bò thì công đoạn quan trọng nhất là công đoạn nhồi bột. Mình nhồi càng kỹ thì bánh nó sẽ càng ngon. Bánh thì nó sẽ trong, dai và có nhiều rễ tre. Đây là bột sau khi mình nhồi được là 20 phút. Bây giờ thì mình sẽ gom bột, rồi mình đậy nắp lại và mình sẽ ủ bột trong vòng là 8 giờ. Bột sau khi mình ủ được 8 giờ thì nó nở ra rất là nhiều. Nó dậy xốp, phồng to lên luôn nè các bạn. Bột như vậy là được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu nước đường. Với 600g bột thì mình sẽ cho vào là 500g đường. Tiếp theo là 550ml nước. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và nấu cho đường nó tan ra. Chứ mình không cần phải nấu cho nó sôi lên đâu nha các bạn. Mình nấu nãy giờ nó tan ra hết như vậy là được rồi. Mình sẽ tắt bếp và đợi cho nó nguội. Tiếp tục thì mình sẽ cho nước đường vào. Nước đường lúc cho vào thì nó sẽ còn ấm, để cho bột nó lên men tốt hơn. Rồi mình sẽ khuấy cho nó tan đều ra. Để cho bột nó mịn màng hơn thì mình sẽ lượt qua rây để loại bỏ cái phần lợn cận. Cuối cùng thì mình sẽ đậy nắp lại và mình ủ bột thêm 2 giờ nữa. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào chảo là 400ml nước cốt dừa, 2 muỗng canh đường, 1/3 muỗng nhỏ muối. Rồi hòa tan vào là 1 muỗng canh bột năng, để tạo độ sánh đặc cho nước cốt. Mình sẽ khuấy đều lên và đem lên bếp để nấu. Mình sẽ nấu nước cốt với mức lửa nhỏ, và trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy liên tục
để cho nước cốt nó không bị khét ở dưới đáy. Mình nấu khoảng 5 phút cho bột năng nó chín là được rồi. Nước cốt nó sánh đặt lại như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt bếp, rồi mình thêm vào làm ống vani cho nó thơm và ngon hơn. Đây là bột sau khi mình ủ thêm là 2 giờ. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để kiểm tra thử. Nếu như các bạn thấy bột nó có những bọt khí li ti, nó nổi lên trên mặt như vậy là bột nó đã dậy thành công rồi đó các bạn. Mình có chuẩn bị mấy cái khuôn nhỏ như vậy để mình hấp bánh bò. Và mình sẽ quét dầu ăn lên để khi lấy bánh ra thì nó sẽ không bị dính. Đầu tiên thì mình sẽ hấp khuôn trước trong vòng là 2 phút. Sau 2 phút thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ nhất, rồi mình sẽ cho bột vào. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và hấp trong vòng 10 phút với mức lửa lớn. Bánh sau khi hấp được 10 phút thì nó rất là thơm mùi lá dứa luôn. Và nếu như các bạn thấy bánh nó trong lại, nó nứt ra như vậy là bánh nó đã chín rồi. Mình sẽ đem ra ngoài và đợi cho bánh nó nguội. Tiếp tục thì mình sẽ hấp cho đến hết. Sau khi bánh đã nguội rồi thì mình sẽ lấy ra ngoài. Mình lấy rất là nhanh và dễ luôn. Rất là nhanh gọn. Mà bánh thì nó còn nguyên. Nó không bị bể đó các bạn. Rất là đẹp luôn. Bánh thì nó trong, mềm, dai. Bánh nó rất là thơm. Và có cái màu xanh của lá dứa. Nhìn ngon lắm luôn đó các bạn. Đây là bánh bò mình đã lấy ra xong hết rồi. Bánh thì nó dậy xốp phồng to, có mùi thơm và màu xanh của lá dứa nhìn rất là ngon luôn. Bánh thì nó trong, nó dai, nhìn hấp dẫn lắm luôn nè các bạn. Để mình sẽ xé ra cho các bạn xem thử bên trong. Bên trong bánh thì nó có rất là nhiều rễ tre, ngon lắm luôn nè các bạn. Các bạn có thể ăn như vậy luôn thì nó vẫn rất là ngon. Còn ở đây thì mình sẽ cho nước cốt ra ngoài chén. Rồi mình sẽ cho đậu phộng rang vào cho nó thơm hơn. Sau đó mình sẽ lấy bánh bò mình chấm ngập vào nước cốt như vậy. Mình mời các bạn ăn thử cùng với mình. Mình ăn vào thì bánh bò nó mềm, dai, thơm mùi lá dứa, thơm mùi cơm rượu. Kết hợp thêm là vị béo của nước cốt dừa. Mùi thơm của đậu phộng rang, rất là ngon đó các bạn ơi. Vậy là mình đã chia sẻ xong công thức để làm món này rồi. Nếu như xem mà thấy thích thì các bạn hãy làm thử theo như công thức mà mình đã chia sẻ để có thể chiêu đãi cho mọi người trong gia đình. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và ấn vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.